Vì sao Tô Đại phải cảnh giác với cáo buộc lãnh đạo C03 nhận 10 tỷ từ hậu pháo? Công cuộc đốt lò hay chống tham nhũng của Tổng Trọng được phát động sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Đây là một bản sao của chiến dịch đả hổ diệt ruồi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng kể từ năm 2012 ở Trung Quốc. Do vậy, yếu tố Trung Quốc cũng đóng vai trò lớn trong cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng chính trị tại Việt Nam. Cả hai nhân vật chủ chốt hàng đầu hiện đang đối kháng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Từ trước đến nay đều được Bắc Kinh ủng hộ. Tuy nhiên, đến giờ, ông Trọng tuổi đã cao, sức đã yếu, nên giá trị sử dụng ít đi, khiến ưu thế đang dần nghiêng về phía Tô Lâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã ngồi tới nhiệm kỳ thứ 3. Ban lãnh đạo Bắc Kinh từ sau hội nghị Thành Đô đã không giấu giếm ý đồ muốn tạo ra tình thế đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam để gây nên tình trạng bất ổn chính trị. Đó là lý do vì sao gần đây sự trỗi dậy của Tô Lâm đã trở thành tâm điểm, được giới quan sát và công luận quan tâm. Trên mạng xã hội của người Việt, đa số đều bất ngờ khi Bộ Công an gián tiếp công bố lý do cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức liên quan đến vụ việc tham nhũng 64 tỷ đồng từ 12 năm trước. Theo đó, hậu pháo đã giao cho ông Đặng Trung Hoành là Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long 64 tỷ đồng để xây nhà thờ tổ cho Võ Văn Thưởng tại quê nhà. Được biết, hậu pháo quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo giới thạo tin, hậu pháo là con nuôi của cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ở Việt Nam, trong mối liên kết giữa doanh nghiệp và quan chức thì luật lại quả là đương nhiên khi doanh nghiệp trúng thầu. Nhưng việc sau hơn 12 năm, vụ tham nhũng của ông Thưởng bất ngờ bị lôi ra là điều khá đặc biệt. Có khả năng rất cao, đó là sự chỉ đạo từ Trung Quốc. Đừng quên, ông Thưởng là nhân vật mà Bắc Kinh không ưa. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Thưởng vào tháng 11 năm 2022, trên cương vị thường trực ban bí thư, nhưng Trung Quốc chỉ bố trí cho ông Thưởng hội đàm trực tuyến với ông Thái Kỳ, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Trung tướng Đỗ Văn Hoành, cựu phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Mới nhất trên các diễn đàn chính trị có nguồn tin đáng chú ý cho biết, mới đây một nguồn tin riêng được biết, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, cựu phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, trong đó cấp trưởng là Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc và cũng là cựu Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã nhận của hậu pháo 10 tỷ đồng. Theo đó, ông Đỗ Văn Hoành là người cùng quê Vĩnh Phúc, đồng hương của cựu phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và hậu pháo. Lập tức, một loạt các câu hỏi đã được đặt ra như: liệu khi cấp phó của ông Nguyễn Duy Ngọc nhận tiền hối lộ thì cấp trưởng có dính líu gì hay không? Hay tại sao Bộ trưởng Tô Lâm vẫn chưa đưa vụ này ra ánh sáng? Nhiều ý kiến cho rằng phải chăng Tô Lâm sợ đệ tử ruột cũng là đồng hương Nguyễn Duy Ngọc bị dính phốt? Điều đó cho thấy thực chất Tô Lâm cũng chẳng khác gì ông Trọng. Chống tham nhũng cũng có vùng cấm và chỉ đốt đối thủ nhưng chừa lại phe ta. Tờ Thời báo .d chưa có điều kiện để kiểm chứng các thông tin ở trên, tuy nhiên thông báo để cho mọi người cùng quan sát. Mặc dù vậy, việc chạy án trong ngành công an là chuyện phổ biến mà ai ai cũng biết. Có những vụ chạy án đình đám với số tiền đến tới hàng triệu đô la gần đây, như vụ cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận tới 35 tỷ đồng để chạy án, hay vụ thiếu tướng phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu đô la để mà chạy án, là những minh chứng cho điều này. Công luận thấy rằng hầu như 100% lãnh đạo các cấp của Đảng đều không trong sạch. Chỉ khác nhau ở chỗ bị lộ và chưa bị lộ mà thôi. Nếu ông Tô Lâm có tham vọng với chiếc ghế Tổng Bí thư thì ông cần dè chừng, bởi lâu nay Tổng Trọng được đánh giá là một chính trị gia lão luyện, nhiều mưu hèn, kế bẩn, đã hạ được biết bao đối thủ có ý định giành ghế Tổng Bí thư của ông. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là có ưu thế vì được Bắc Kinh ủng hộ. Giới thạo tin cho biết,
tin tức liên quan đến việc Trung tướng Đỗ Văn Hoành nhận hối lộ từ hậu pháo số tiền lên đến 10 tỷ đồng được ghi trong sổ. Cho nên, nếu đây là chuyện có thật thì trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sẽ không khó khăn gì để mà lôi ra. Và từ việc điều tra Trung tướng Đỗ Văn Hoành rất có khả năng sẽ bắt cầu sang tới Tô Lâm. Điều này cho thấy nếu Tô Lâm muốn buộc Tổng Trọng phải tự nguyện rời chức vụ do trách nhiệm chính trị, thì ông Trọng còn dày dạn kinh nghiệm hơn trong trò chơi này. Hơn thế nữa, ông Trọng có lợi thế với nguyên tắc lãnh đạo tập thể và nghị quyết Bộ Chính trị tuân theo biểu quyết đa số. Rõ ràng đó là những yếu tố bất lợi đối với Tô Lâm. Tuy nhiên, với một sự ủng hộ từ Bắc Kinh thì còn quá sớm để kết luận giữa Tổng Trọng và Tô Lâm ai sẽ thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Lâm phải cảnh giác với cáo buộc lãnh đạo C03 nhận 10 tỷ từ hậu pháo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Đại và Thủ tướng có bắt tay mở đường để bóng ma thế lực Ba Dũng quay lại hay không? Người Việt Nam có câu, không có lửa, làm sao có khói. Nhưng trong chính trị, điều đó đôi khi không chính xác. Vào ngày 29 tháng 3, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt dậy sóng với tin ông Nguyễn Bảo, chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Việt Kép, vừa có đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị sau 13 năm gắn bó và không còn sở hữu cổ phần chứng khoán tại Việt Kép. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Theo đó, ông Nguyễn Bảo Hoàng, tức Henry Nguyễn, là con rể của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 12, đó là tháng 1 năm 2016, trước đối thủ Nguyễn Phú Trọng. Chính trị cung đình Việt Nam đang rất rối ren với sự trỗi dậy của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong kế hoạch đảo chính không tiếng súng để hạ bệ Tổng Trọng và giành quyền thống lĩnh chính trường. Do vậy, thông tin ông Nguyễn Bảo Hoàng, con rể ông Ba Dũng xin từ chức đã khiến một số người lưu tâm, thậm chí trước đó đã có những ý kiến e ngại cho tương lai chính trị của hai người con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn. Thực tế, việc ông Nguyễn Bảo Hoàng từ nhiệm là điều bình thường trong các doanh nghiệp cổ phần. Hơn nữa, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Ba Dũng và là vợ ông Bảo Hoàng vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Việt Kép, để thấy không có gì là đáng lo ngại. Theo giới chuyên gia, các tin tức được cho là bất thường là chủ ý của các phe cánh chính trị trong nội bộ đảng, không nằm ngoài mục đích rung trà cá nhảy, thăm dò dư luận và thử phản ứng của đối thủ trước khi ra đòn. Những tin tức về con trai, con rể của gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không ngoài mục đích đó. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính về thăm tỉnh Kiên Giang, quê hương của ông Ba Dũng. Việt Nam Thông tấn xã vào ngày 30 tháng 3 đưa tin. Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang. Bản tin cho hay, chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc. Theo giới quan sát, kể từ đại hội lần thứ 12, sau khi ông Ba Dũng thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực với ông Trọng và về làm người tử tế, thì ông Ba Dũng trở nên kín tiếng và ít xuất hiện công khai. Có tin tức cho rằng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những thỏa thuận nhất định để đảm bảo an toàn cho cá nhân ông cũng như gia đình, mà sự thăng tiến của Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết là một minh chứng cho thấy. Thời gian gần đây có một số hình ảnh do truyền thông nhà nước loan tải cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm tay một cách khác thường. Điều này làm dấy lên đồn đoán cho rằng ông Trọng muốn ông Chính ở vị trí cánh tay phải thay cho Vương Đình Huệ. Đây là chi tiết không thể bỏ qua. Xin nhắc lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là một tay chân thân tín của Ba Dũng do Ba Dũng xây dựng nền. Nhờ sự bố trí của Ba Dũng, bóng Phạm Minh Chính trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và có mối quan hệ tốt với Trung Quốc để có được vị trí như ngày hôm nay.
trong khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vốn là cựu thư ký của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng, một đệ tử thân cận của ông Ba Dũng. Được biết đến nay, Tô Lâm vẫn còn nặng ân nghĩa với tướng Hưởng, một nạn nhân của Tổng Trọng. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu hỏi liệu có phải bóng ma thế lực bẫy đang quay trở lại hay không? Việc ông Ba Dũng chưa từ bỏ ý định quay lại chính trường là điều chắc chắn, theo giới thạo tin. Sau đại hội lần thứ 12, khi ngồi cùng nhóm sĩ quan quân khu 9, ông Dũng từng tuyên bố nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Thủ tướng Phạm Minh Chính, một nhân vật thân cận của Nguyễn Tân Dũng. Trong bài viết Bóng ma 3X của ngày hôm nay và những con đĩ chính trị ăn theo của tác giả Dương Vũ, một cây bút chống Ba Dũng đã thừa nhận như sau. Cho dù Ba X đã rời khỏi Nhà Trắng, nhưng bóng ma quyền lực mà Ba X để lại vẫn hiện hữu khắp đất nước này, và Ba X chưa hề có ý định dừng chân giang hồ. Sau đại hội lần thứ 12, mặc dù người ta nhận thấy một thằng ba ra nhưng có đến ba thằng ba vào. Đó là việc Ba X rời đi, nhưng Ba X đã bố trí để có hẳn ba đệ tử lọt vào Bộ Chính trị, gồm Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăng. Vẫn theo tác giả, xin gửi đến những gì mà nguồn thông tin cho biết được để hiểu thêm những gì Ba X để lại còn lâu mới giải quyết được. Việc những đồng sự của Ba Dũng vẫn còn nắm những vị trí quan trọng cho bộ máy đảng và nhà nước hiện nay như Tô Lâm, Phạm Minh Chính, nếu Tổng Trọng quyết tâm đốt sạch những cây củi này để bứng cái gốc Ba X thì rất có thể chiếc bình cộng sản mà Trọng đang nắm sẽ vỡ toang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Đại và Thủ tướng có bắt tay nhau để mở đường cho bóng ma thế lực Ba X quay trở lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.